Con yêu đây rồi. Anh à, đừng lắc con bé mạnh như thế. Trông con bé thật đáng yêu và giống em, Serena. Hả? Ông vừa bảo tôi là con gái ư? Vũ Anh Hùng chuyển sinh thành tân binh mạnh nhất thế giới vào 8 giờ tối thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh Animax.